tốn là phải tôi tốn tiền mà. Bây giờ ra phải giải quyết cái xe cho tôi chứ. Nãy giờ em nói với anh rồi, anh không nhớ hả? Em nói là thường ngày anh sẽ chạy cái xe anh vô đây. Nhưng mà hôm nay em dám khẳng định với một điều là anh không có đi xe lại đây. Dạ thưa anh. Ủa là mất xe người ta nói chuyện vậy, nói chuyện ngang ngược vậy hả? Ai làm chứng cái chuyện là tôi không đi xe lại đây? Dạ, có camera làm chứng giám sát. Anh có thể vô quán coi. Trời ơi, chắc tôi sợ à. Nè, đừng có nghĩ là mang camera ra tôi không sợ nha. Nè, phải thờn cái xe cho tôi nghe chưa. Xin chào quý vị khán giả thân yêu của chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Thưa quý vị, chương trình rất mong được gặp lại quý vị mỗi tuần một lần vào khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Và mỗi tuần chúng ta đều ngồi lại với nhau trò chuyện về một chủ đề liên quan đến một nghề nghiệp, một lĩnh vực đôi khi rất là thân quen, đôi khi còn hơi lạ lạ. Nhưng mà điều quan trọng nhất, ở cuối chương trình chúng ta luôn thấu cảm với nhau, tìm được sự kết nối và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm áp dụng ngay cho cuộc sống của mình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trò chuyện với tiến sĩ Tony A, phóng viên khách mời đặc biệt về một nghề mà chúng ta đã không thế nào mà phủ nhận được tầm quan trọng của nghề này. Xin được giới thiệu ngày hôm nay cùng trò chuyện, đó là nghề bảo vệ. Hiện nay thì chúng tôi đã có tiến sĩ Tô Nhi ở đây cùng chú Đặng Ngọc Thánh. Xin chào tiến sĩ Tô Nhi A. Xin chào Hà Trinh và xin chào quý vị khán giả, và cũng rất vui khi ngày hôm nay được trò chuyện cùng với chú. Dạ, chào chú Thánh với chương trình ạ. Xin chào tiến sĩ Tô Nhi A, chào MC, và xin chào quý vị khán giả. Dạ, ngày hôm nay thì chú đến với chương trình, chú có thấy hồi hộp không? Đây có phải là lần đầu tiên chú lên truyền hình không ạ? Đúng vậy, lần đầu tiên chú lên truyền hình, lần đầu tiên được ghi hình như thế này. Thật ra là nó cũng có hơi lạ, nó hơi bồi hồi, nó hơi... mình không có biết phải nói gì, không biết là mình có làm được hay không. Nhưng mà mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Dạ, dạ. Thực ra thì con nghĩ là... nghĩ sao nói vậy là đã quá xuất sắc rồi đó chú. Tại vì sao? Tại vì cái mà chú đang có đó là tất cả những gì tụi con cần trong câu chuyện ngày hôm nay. Dạ. Với cái trải nghiệm nghề nghiệp thì con nghĩ rằng là cái mà chú đã từng trải qua nó sẽ là những cái chất liệu mà không phải ai cũng có thể mô tả lại được nếu như mà không có một cái thời gian trải nghiệm với cái nghề nghiệp đó. Giống như hồi nãy Hà Trinh giới thiệu là nghề bảo vệ. Dạ. Đầu tiên là con muốn hỏi là tại vì bây giờ con thấy là có hai nhóm cho cái vị trí công việc này. Một nha, ví dụ như ở trường của con đang công tác đi thì cái anh bảo vệ, cái chú bảo vệ á, thì sẽ là cái người của trường, là một cái viên chức chính thức của trường. Nhưng mà cũng có một số nơi thì đó là một nhân sự của một cái công ty bảo an khác. Đúng rồi. Họ có một cái hợp đồng với cái đơn vị đó. Vậy thì cái công việc ngày xưa của chú là thuộc cái nhóm gọi là lao động nào trong hai nhóm như thế này chú? Chú làm của công ty, chú là người của công ty. Lĩnh lương của công ty luôn. Dạ. Là viên chức. Người của công ty. Cũng có một nhóm khác á, là giống như là làm bán thời gian á chị, là sinh viên trong mùa hè, hoặc là một số bạn buổi sáng thì làm bảo vệ, buổi tối thì học thêm. Rồi em thấy rất là nhiều, tại vì em ở những cái khu chung cư thì là cứ xuống chung cư thấy các bạn bảo vệ rất là trẻ, tầm khoảng 20-21 tuổi. Cái em hay hỏi, ủa em ơi, là em là chuyên ngành là bảo vệ luôn hả, làm gì có chuyên ngành bảo vệ chị? Tụi em buổi sáng em học trường kinh tế, xong rồi buổi tối thì em làm thêm bảo vệ, tụi em chia ca ra. Ca của em là từ khoảng 9 giờ tới 3 giờ. Xong rồi có khi em di chuyển canh thang máy, có khi thì là em ở dưới khu bãi giữ xe, có khi thì em lên sảnh tiếp dân. Nên là chị thấy em thất ẩn thất hiện vậy chứ tụi em cũng thường xuyên ở đây lắm. Thì em thấy rất là thú vị vì đây là cái sự lựa chọn cho các bạn trẻ cũng khá là phổ biến phải không chú? Đúng rồi. Cái công việc này là nó đòi hỏi phải trách nhiệm rất cao. Rồi phải có cái tâm, có cái lòng để mà mình mới có thể hoàn thành được cái công việc, mới có thể làm được. Nếu mà làm bảo vệ mà không có cái tâm thì coi như là nó ảnh hưởng công việc rất là nhiều. Nhưng mà chú, vì với cái trải nghiệm nghề nghiệp của chú, với cái tuổi tác của chú thì con nghĩ rằng là có thể, không biết là con có chủ quan hay không, nhưng mà cái thời gian mà chú đi làm hồi trước á, có vẻ như nó rơi vào đúng một cái thời điểm mà người ta có rất là nhiều định kiến về cái vị trí công việc của mình. Thì chú có gặp những cái định kiến đó trong cái quá trình ngày xưa chú làm việc không? Ví dụ như là họ cho rằng là mình khó khăn nè, rồi họ cho rằng là mình là một cái người làm khó làm dễ cái người đến liên hệ công tác nè, hoặc là họ buông những cái lời nói mà đôi khi mình cảm thấy là mình không có được tôn trọng vì họ không đánh giá đúng cái vị trí công việc của mình, cái tầm quan trọng trong công việc của mình. Thì hồi xưa chú có gặp những cái nhân tố như vậy không?
Cũng có, tức là có rất là nhiều người đến để liên hệ công tác. Dạ. Thì cái công việc của chú là phải cho người ta vào để liên hệ công tác, nhưng mà phải đảm bảo cái nguyên tắc, cái nội quy an toàn của an ninh của cơ quan, của công ty. Nó phải có cái quy định, thì mình phải đảm bảo cái quy định đó. Thì có những người đến liên hệ công tác á, thì họ muốn cho nhanh, đỡ mất thời gian. Thì có những khi mà làm họ muốn theo ý họ thì nó lại vi phạm vô cái quy định của công ty đó. Thì tất nhiên nó là coi như là nguyên tắc rồi, thì mình không thể nào mà mình chấp nhận được. Họ cũng có vẻ khó chịu. Nhưng mà mình cũng ôn tồn mà giải thích. Nói là đó là cái góc nhìn khi mà mình bị làm khó làm dễ. Thực ra thì rõ ràng là mỗi một cái gọi là một cái vị trí công tác trong một cơ quan nó đều có nhiệm vụ riêng, mỗi người phải làm cho có xong cái nhiệm vụ của có mình. Công việc của mình, cái công việc của anh sếp là anh tính chiến lược, nhưng mà cái công việc bảo vệ an toàn cho cái nơi làm việc là của tôi. Đúng rồi. Mà thậm chí là tôi còn bị giám sát nữa, nếu như mà tôi không có làm tròn cái trách nhiệm đó là tôi còn bị kỷ luật. Đúng rồi. Nhưng mà đúng như chú nói, có nhiều người họ định nghĩa cái quyền theo một cái kiểu rất là khác, và họ cho rằng là mình đang làm khó làm dễ. Thực tế cũng có một điều may mắn là đến thời điểm này thì cơ bản là mấy chục năm trên đời thì con cũng chưa gặp một chú bảo vệ nào khó chịu mà chỉ căn bản là họ làm đúng nhiệm vụ của họ. Và trước đây á, thực tế thì người ta hay giống như chú nói, người ta nói anh là bảo vệ thôi mà anh cửa quyền, anh làm khó làm dễ. Và từ đó nó cũng có những cái cô chú bảo vệ mà thật sự họ vì cái tự ái cá nhân mà đôi khi họ cũng có những cái làm khó làm dễ một cách cơ bản, chứ không phải là không trả đòn. Dạ, vô lý như trả đòn. Nhưng mà cuối cùng rồi, đến thời điểm hiện tại, trong lý thuyết về quản trị cũng như là trong vận hành một cái công ty, người ta đã khẳng định rằng thực tế thì cái anh bảo vệ là anh quan trọng đầu tiên. Người ta không gọi là anh quan trọng nhất, nhưng ảnh là cái nhân tố quan trọng đúng đầu rồi. Tiên khi mà anh đến thì anh gặp đầu tiên là anh gặp người bảo vệ. Dạ đúng rồi, nên anh cái người đến họ có cảm tình với cái cơ quan đó hay không, với cái cơ sở đó hay không, đúng rồi, là đến từ cái cách làm việc của cái anh bảo vệ. Đúng rồi. Cho nên là cái nhiệm vụ và cái vị trí công việc đó thực sự rất là quan trọng. Dạ, em cũng đồng ý, rất là quan trọng, đặc biệt là phải đặt cái tâm vào trong công việc của mình như là chú nói. Tại vì có những lần em đi cà phê mà trời đổ mưa to, mình bước ra một phát thấy cái nón của mình được úp ngược trở lại và nó được bảo vệ rất cẩn thận. Hay những ngày trời rất nắng, mình bước ra một cái thì đã có một cái khăn ướt lao cái yên cho nó không có bị nóng. Hoặc là lúc mình rớt cái thẻ giữ xe, rớt cái chùm chìa khóa mà có thể bị kẻ gian trục lợi, nhưng mà các chú bảo vệ nó đi tuần và lấy cái đó giữ lại và tìm đúng cho mình và trả lại cho mình, và cũng không đòi hỏi cái gì hết, và luôn luôn có những cái câu rất là tinh tế, giống như kiểu là con đi quẹo trái hay quẹo phải để chú dắt xe cho. Thì mình cảm nhận được rằng cái tâm đôi khi không cần phải nói gì xa xôi, chỉ cần đặt trong những cái chuyện nhỏ nhỏ như thế mà người ta rất là ấm lòng. Và cũng đã có rất là nhiều chú bảo vệ đã quan sát hỗ trợ cho cái cửa hàng không có bị mất trộm xe nè, rồi chịu ngồi ở ngoài nắng để có thể giúp cho cái công ty của mình được có thể bảo vệ tốt hơn trong cái khu phố mình sống nữa. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thẳng thắn ngồi với nhau để chia sẻ về tầm quan trọng của nghề bảo vệ. Xin mời mọi người sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình. Nhưng trước hết, hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Bảo, năm nay mình 34 tuổi, mình đang làm nhà tạo mẫu tóc. Mình rất vui hôm nay được tham gia chương trình Một Giờ Quán Đổi. Hôm nay mình đang mặc trên người một bộ trang phục của bảo vệ. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái công việc của người bảo vệ. Hy vọng là hôm nay mình sẽ có sự trải nghiệm thú vị. Qua chuyên mục góc nhìn, hy vọng mọi người đã có một bức chân dung khá là cơ bản về bạn Ngọc Bảo, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Thông thường khi mà mình đến với một cái trải nghiệm sẽ có hai cái khả năng, nó sẽ có hai cái xu hướng diễn ra. Một là gì? Là tôi làm cho đã cái nư. Dạ. Kiểu như là tôi thấy người ta làm khó làm dễ sao thì bây giờ tôi trải nghiệm như vậy tôi cũng làm y chang, là mà làm hơn nữa. Kiểu như là đó là mình thao túng, mình được thao túng. Dạng thứ hai là tôi sẽ làm cực kỳ tốt. Tôi làm cực kỳ tốt chỉ để chứng minh ngược lại với cái trải nghiệm mà tôi đã từng đi qua, theo kiểu là cái công việc này bạn hoàn toàn có thể làm một cách nhân ái hơn, bao dung hơn, chỉnh chu hơn, tốt đẹp hơn. Thì chị cũng đang không biết là bạn Bảo sẽ có khả năng để bày biện ra cái diễn biến nào cho chúng ta trong một cái tình huống lát nữa mà bạn ấy tham gia. Em cũng tò mò lắm, nhưng trước hết chắc là phải hỏi chú Thắng những cái yếu tố nào một người trẻ cần trang bị để mình bước vào cái chuyện này dễ dàng. Cái đầu tiên là có cái sức khỏe, trẻ thì nó là sức khỏe là có rồi. Lợi thế. Cái sức khỏe
rồi cộng cái suy nghĩ tích cực, dạ, phục vụ tận tâm, dạ, cho cái công việc là mình có thể là mình làm được thôi. Ồ, chỉ vậy thôi, người trẻ thiếu cái gì? Vậy thì người trẻ sẽ thiếu cái gì với cái công việc bảo vệ mà họ sẽ làm chú? Họ thiếu cái kiên nhẫn. À, người trẻ thường thường thiếu kiên nhẫn hơn người lớn tuổi. Bợt chột chú hả? Ừ. Tức là họ có những cái khó khăn chút xíu thì họ là dễ nản lòng. Dạ. Người trẻ thường thường như vậy. Dạ. Nhưng mà cái người lớn tuổi thì có thể kiên trì hơn. Ừ. Thì là có thể giải thích cho người khách hàng đó một cách ôn hòa hơn, là chịu khó giải thích đối với những người khách mà khó chịu. Với lại trẻ thường thường hay nóng. Dạ, cái này cũng làm chứng tính. Nghe. Dạ. Vô bãi giữ xe hay bị quạo ngang lắm. Người ta kêu anh ơi, em yếu quá, cái tay em có chút xíu rồi, anh dắt giùm em cái xe bự tổ giả này ra, em lấy cái xe bị kẹt ở trong được không? Mà tự làm đi. Ừ. Ai biểu nhét kiểu đó rồi bắt người ta dắt. Đó, tiền giữ xe bự quá. Chẳng hạn như vậy đó thì mình sẽ bị tổn. Đó, nóng tính, thường dạ, thường như vậy. Thường thường thôi chứ không phải ai cũng vậy. Mà bạn đang chơi game nha chú. Ờ, ham chơi, người trẻ sẽ ham chơi ham nữa chơi hả rồi, chú hả? Nghĩa là, rất là họ không để chú tâm vô công việc nhiều. Ừ, dạ. Rồi khi nó làm chểnh mảng công việc nữa. Chú có nghĩ rằng là cái sự hồi hộp đó của các bạn đó, nó đến từ cái việc là vốn các bạn không có chủ đích cho cái việc là mình làm bảo vệ không? Dạ. Kiểu giống như tại dòng đời đưa đẩy á, cho nên là tôi mới làm cái nghề này, chứ nó không xuất phát từ một cái đam mê cháy bỏng là thực sự muốn làm cái nghề này. Đa số là như vậy. Các bạn trẻ thường thường là giải quyết cái công việc tạm thời thôi. Dạ. Rồi sau này là kiếm công việc khác để làm. Từ nhà nó đúng đó là vì cái hoàn cảnh thôi. Hoàn cảnh là đưa đẩy vô để tạm thời để làm công việc để giải quyết cái cuộc sống đó. Dạ. Nhưng mà Trinh biết không, thực ra nếu như mà chúng ta quan sát cái nghề bảo vệ với những cái thao tác nghề nghiệp á, thì các bạn ấy sẽ phải hiểu ra một điều rằng là đây là một cái trải nghiệm nghề nghiệp mà dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Có thể bạn sẽ làm bảo vệ 3 năm, 5 năm thôi, thậm chí là 2 tháng cũng được. Nhưng nếu như bạn làm cái công việc đó giống như chú Thắng nói, bằng tất cả sự tận tâm, bằng tất cả những cái năng lực của mình, bạn sẽ học được nhiều lắm. Và những cái tình huống mà bạn được học trong quá trình mà bạn làm bảo vệ đó, mặc dù nó là tạm thời, nhưng nó sẽ bổ trợ rất là tốt cho những cái công việc mà cứ tạm gọi là bạn lựa chọn nó một cách lâu dài đi. Nó sẽ cực kỳ quý giá. Đúng nhưng rồi, mà có... rất tiếc là các bạn không nhận ra. Đúng rồi, hả? Không nhận ra điều đó. Những cái công việc đó có thể là nó là một cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời của các bạn đó nữa. Dạ. Tại vì cái kinh nghiệm sống đó là trải qua những cái công việc, trải qua những cái tương tác với lại xã hội, tương tác với mọi người, thì nó sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm sống của bản thân. Thì mấy bạn chịu khó trải nghiệm đi thì sẽ rút ra kinh nghiệm sống là như vậy. Dạ. Cho nên là không biết là cái tình huống mà ngày hôm nay đặt ra cho Ngọc Bảo thì sẽ có những cái bài học nào mà chúng ta hoàn toàn có thể gạch đầu dòng một cách rất là cụ thể để giới thiệu cho quý vị khán giả nữa. Dạ, trước khi cùng đến với tình huống một giờ hoán đổi dành riêng cho bạn Ngọc Bảo trong ngày bảo vệ, chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút nha. Khỏi, đứng đó. Bảo vệ thì người ta thấy từ xa khách tới từ ngã tư á, là phải đi lại đứng lên rồi ra chào đón chứ phải ngồi như chú đâu chú. Hiểu không? Dạ. Ta tới là người ta phải hoạt động linh hoạt lên, cái bảo vệ cứ ngồi đó hoài khó chịu gần chết luôn à. Nắng rồi lắm đi từ ngã tư qua chứ phải đi từ ngã ba đâu chú, hiểu không? Dạ. Là trời nắng rồi gặp chú cũng mệt nữa. Đậu xích cho con ấy đây, con khó chịu lắm rồi đó. Bỏ trên đây, bỏ cái đây. Dạ, dạ. Mang một luồng năng lượng tiêu cực tới và trút vào người mà mình cho là yếu thế hơn mình. Ủa vậy này hiền nè. Đúng luôn, mình hiền quá tăng hiếp. Ai đâu mà dữ vậy trời. Hiền quá, mai mốt vậy tăng hiếp mình đó. Chịu thôi, em cũng biết sao nữa. Tự nhiên vô cái làm hơi. Hơi gì? Làm như nhà có chuyện hay sao ra là gặp ai cũng hên, gặp chú Hiền, gặp tôi, thấy cảnh với tôi rồi đứng cười hoài luôn, không lấy xe tôi trời. Dạ, sao anh xe nào em xin lỗi ạ. Trời ơi trời, chiếc SH đâu rồi, mới mang vô đâu? Dạ ở đây nãy giờ em thấy chỉ có 3 chiếc này, với chiếc này mới đầu vô là 3 chiếc, không có chiếc SH nào anh. Cô hỏi là xui rủi, có bữa nào mất xe mình có phải đền không? Chú chưa có gặp tình huống mất xe đó. Cơ bản là đền đó. Công an. Tại vì con đã gặp rồi, cái chỗ đó là công ty truyền thông á, cách đây 10 năm con nhớ là chú bảo vệ đó cũng rất là khốn đốn vì mất một chiếc xe máy giá trị rất là lớn. Mà nhưng mà công ty thấy chú khổ quá nên là chỉ đền một nửa thôi. Mà thật sự cái chữ một nửa đó em nghĩ là cũng khá là quằn á. Là mọi người cũng đã cố gắng
góp tiền để mà phụ á. Cái đó là người ta thương, người ta giúp vậy thôi. Chứ còn cái trách nhiệm chính là anh là bảo vệ là anh phải đền. Nó thật sự phải đền hả chú? Đúng rồi. Dù cho ở vai trò nào cũng đền. Như chị biết là ngay cả khi trường chị ngày xưa có một cái giai đoạn là có một cái hợp đồng với công ty bên ngoài, thì cái chú bảo vệ của công ty đó cũng làm mất xe, cũng lại là một cái xe tay ga rất là mất tiền. Thì công ty bảo vệ sẽ đứng ra đền cho trường chị đối với cái thầy cô mà bị mất xe. Nhưng mà thực tế thì lương của cái chú đó đã phải bị khấu trừ cho cái công ty một thời gian lý chú, một thời gian dài. Đúng rồi. Con nghĩ đó cũng là một điều phải làm. Dĩ nhiên là ở cái lòng nhân và sự trắc ẩn, chúng ta sẽ có nhiều cách để giúp đỡ một cái người khốn đốn như vậy. Nhưng cái gì là quy tắc công việc thì nó phải là quy tắc công việc. Chúng ta cũng đâu có thể tạo ra những cái tiền lệ là thôi tôi thương người bảo vệ đó quá thì thôi mất của không sao. Đúng thế rồi. Thì nó đâu có còn những cái quy chuẩn nghề nghiệp. Dạ. Vậy thì mình phải bỏ thêm vô trong cái yêu cầu. Hồi nãy không chỉ là sự nhiệt tâm hay là sự tận tâm hay là sức khỏe và sự kiên nhẫn nữa, mà là cái sự trách nhiệm, trách và nhiệm tập trung và biết được cái nghĩa vụ của mình để mình gánh cái trách nhiệm đó nếu mình làm không tốt. Mình để em xem tiếp coi bạn trẻ này sẽ như thế nào. Em cũng nghe anh nói, anh trình bày giải thích hết rồi, nhưng mà em nói thiệt là hôm qua anh có đi xe, anh có gạt trong xe ở đây, em có dắt theo thường ngày là anh đi vô quán luôn, thì đó là cái thói quen của anh. Đúng. Dạ. Nhưng mà hôm nay anh đi bộ tới, anh không đi xe. Anh làm chứng. Dạ. Anh làm chứng. Bây giờ sao? Bây giờ có thèm tôi có xe hay không? Hả? Tôi nhớ rõ ràng hồi sáng tôi dắt cái xe vô đây, tôi gạt chân trống xuống, chú là người dắt tôi xe tôi vô, đúng chưa? Dạ. Đúng chưa? Rồi. Dạ. Bây giờ dạ. Cái xe đâu? Nhưng mà hôm nay em dám khẳng định với một điều là anh không có đi xe lại đây. Dạ thưa anh. Ủa là mất xe người ta nói chuyện vậy, nói chuyện ngang ngược vậy hả? Ai làm chứng cái chuyện là tôi không đi xe lại đây? Dạ, có camera làm chứng giám sát, anh có thể vô quán coi. Trời ơi, chắc tôi sợ á. Nè, đừng có nghĩ là mang camera ra, tôi không sợ nha. Nè, phải thền cái xe cho tôi nghe chưa? Nè, tôi gọi điện thoại vợ tôi coi nè. Mấy cái đoạn này là phải có bằng chứng chứ chú hả? Ví dụ như là thẻ giữ xe, xe nè, camera rồi. Đặt ngay cổng nè, để xác nhận là đúng thiệt là tôi đã từng nhận cái xe này khi mà anh tới đây. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Thế cũng căng quá, vẫn còn đang tranh cãi về vấn đề này mà không biết là có trình ra được cái giấy tờ gì không. Vậy trong trường hợp mà cái người mất xe họ không có chứng minh được là họ đã mang xe tới, mặc dù có thể trong thực tế là họ có mang xe tới, nhưng ví dụ như camera thì chắc là không được cái góc đó, rồi thẻ giữ xe là không có, thì mình có phải đền không? Cái việc này nó rất là khó xử. Dạ. Khó xử lắm. Trước nhất là anh phải có cái giấy tờ xe. Dạ. Cái sở hữu xe, cái tờ xe của anh. Dạ. Là chứng minh là đó là cái chiếc xe của anh. Tự nhiên anh vô anh nói xe tôi mất mà anh không chứng minh được cái giấy tờ. Rồi thì bây giờ làm sao mà tôi biết được cái xe đó là xe của anh mà tôi đền? Đi về nhà liền cái xe để trình hình trong nhà rồi đi qua bên đó bắt đền người ta. Người ta chửi vô mặt bây giờ. Bà xã có bị qua mắt hay không, làm gì có cái chuyện có xe ở nhà được. Cái xe đang ở ngay trước mắt tôi, còn ông thì ở đâu về nhà ngay. Ôi, sao kỳ vậy? Thôi được rồi. Rồi, cảm ơn. Kỳ vậy ta, không khí thấy nó trùng xuống ha. Dạ, nó trùng quá trời. Dạ. Mặt cười quê. Dạ. Lâu lâu hay bị vậy. Dạ em biết mà. Dạ không sao. Dạ tại anh khách quen. Dạ anh hiểu. Dạ sao hết. À xin lỗi nha. Dạ. Đừng giận thì phải không? Tại vì lớn tuổi rồi. Dạ. Khi ra đường nhiều khi đôi khi mình bị đảng trí gọi là mất trí nhớ tạm thời á. Dạ. Không, đôi khi mình không nhớ nổi thì đừng giận nha. Dạ. Dạ. À, đừng... dạ. Mà hay thì bộ. Chưa thấy ai mà bảo vệ mà hiền như chú em luôn á. Dạ. Nói cái gì cũng gật đầu, nói gì cũng dạ, dễ dạ. Thương dễ sợ luôn. Nghe phát huy nha. Dạ. Dạ anh xin lỗi nha. Dạ. Bỏ qua cho anh nha. Dạ. À, anh về với dạ anh nha. Dạ. À, cảm ơn anh. Dạ. Sẵn về cái chạy đó mua luôn. Anh ơi, em lấy xe nha. Dạ. À, cho em xin thẻ xe nha chị. Thẻ xe hả? Chị, thẻ xe đâu? Thẻ xe em giữ đó. Đâu có, em đâu có giữ cái thẻ xe nào đâu. Kiểm tra kỹ lại coi chứ hồi nãy là chị là không có cái ký ức làm đưa cho chị cái thẻ xe luôn á. Không có, không có thẻ xe. Sao không có được chứ? Chứ nãy giờ chị có ai đưa thẻ xe cho chị đâu mà em cũng không có đưa nữa mà em không giữ. Nhớ rồi, hồi nãy á lúc vô á xong rồi hai đứa em gấp quá đi vô luôn, hồi nãy không có lấy thẻ. Xe này của tụi em lấy cho. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, dạ, không có đưa thẻ. Xin lỗi chị ạ.
Dạ, ở đây là quán nha, lúc nào dù khách vô là em cũng có đưa thẻ xe trước khi vô quán hết chị. Nếu mà nói không đưa thẻ xe á, mà trước khi vô quán á, là không có vấn đề đó xảy ra. Dạ, chị thông cảm cho em nha. Ủa sao mà không có vấn đề đó xảy ra được? Hồi nãy em nói anh rồi, là em chạy vô do từ hai chị em, tụi em á đang gấp quá nên là đi vô luôn, anh không có lấy thẻ. Đúng rồi, không có lấy thẻ thiệt. Thiệt. Dạ, em cũng xin nói thiệt với chị là nãy là trước khi hai chị đi vô đó là trước khi đá chống xe xuống làm đưa thẻ cho hai chị rồi xong hai chị mới đi vô. Gì trước khi đá chống xe? Là cái xe em đang còn chạy ngoài đường mà. Dạ đâu có, cứ nghe. Trước khi chị bước chống xe xuống, chị đá chống xe xuống em đã đưa thẻ cho chị ngồi đằng sau rồi. Dạ. Trường hợp mất thẻ xe nó cũng dễ giải quyết lắm, không khó. Vậy thì mình phải chứng minh được. Chứng minh giấy tờ là cái sở hữu xe. Cà vẹt á. Dạ. Cái thứ hai là cái chứng minh nhân dân. Phải có cái chứng minh dân để đối chiếu cái cà vạt xe. Dạ. Trong trường hợp á chú, mà người ta nói em quên của nhà thì tạm thời anh về nhà chụp, phải về lấy thôi. Bác mình chiếc xe ôm đi về nhà lấy rồi đi lên tính tiếp. Không anh chụp tấm hình gửi qua được không? Là ví dụ người nhà chụp hình gửi qua rồi cái đưa hình cho coi thì mình không có được. Chấp nhận không chú? Bây giờ phải có giấy tờ đưa cầm giấy tờ bản chính thôi chứ còn hình chụp là không chấp nhận. Dạ. Tính ra bạn Bảo này cũng cứng lắm á. Bạn ấy đã nãy giờ là bán theo cái quy tắc mà sống sót qua 2K. Bảo vệ tụi em là lúc nào cũng gì hết cũng là 24 túc trực ở đây mà chị. Nếu mà khách ra vô em đưa thẻ xe rồi trước khi đi vô quán là thủ tục đó là phải có rồi. Nhưng mà bây giờ hai chị nói là em không có đưa thẻ xe. Đúng em rồi. Xin lỗi, em không cho hai chị lấy trời xe ơi, được. Rồi. Thủ tục của tụi anh là đương nhiên là lúc nào khách người ta tới là mấy anh cũng là đưa thẻ xe. Nhưng mà đôi lúc thủ tục nó cũng bị quên. Chính xác. Đúng không? Sợ nhiều khi cái lúc đó anh đang nhắn tin với người yêu hay này nọ, anh đang lên làm có vấn đề gì đó. Hoặc có thể là anh đang lấy xe cho ai đó. Đúng không? Thì anh sẽ có anh quên cái vấn đề là có khách vô kỳ và anh quên đưa thẻ xe đó. Chuyện bình thường mà. Ôi không có gì đâu, em không có trách cái vấn đề là anh không đưa thẻ xe đâu. Bình thường cái này mình thông cảm với nhau được. Lấy xe đi. Dạ phan chị. Dạ. Ủa gì hoài vậy? Dạ từ từ chị. Cái gì hoài vậy? Mình làm lại khúc này mình tua lại chị. Chị nói em là nhắn tin với người yêu hả chị? Dạ xin lỗi chị, em ế mấy nay em không có người yêu. Để nói gì cũng nói lại được hết trơn. Mà không, thôi bây giờ không có thẻ xe thì thôi. Nhưng mà xe này là xe của em. Thì bây giờ em lấy xe này về thôi, chứ đâu có vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Có gì đâu căng thẳng. Thẻ xe nó chỉ là một cái tấm giấy nó thôi. Nó chỉ là tấm giấy thôi. Bây giờ mình coi như là xé bỏ cái tấm giấy đó đi thì coi như là nó không còn hiện hữu nữa. Dạ. Vậy thôi hai chị cho em xin hai cà vẹt xe để em kiểm chứng lại với giấy chứng minh, em coi là có đúng lại là số xe của mình trong cà vẹt xe. Cà vẹt xe nói gì? Trời ơi, tưởng gì? Chuyện nhỏ mà. Chuyện nhỏ. Dạ. Đây đây, cà vẹt xe. Có cà vẹt này đi được cái gì? Cà vẹt chứng minh không chị? Dạ. Vì bằng lái gì đâu. Bình thường mà cà vẹt là ai cũng có cà vẹt hết trơn. Lấy ra. Lấy cà vẹt ra. Không lấy ra là quê xệ. Để nhà. có gì đâu căng thẳng, không có gì căng thẳng hết trơn á. Trời nha, bây giờ về nè, cái vấn đề á là cái lúc mà đi uống cà phê vội vàng quá và đã vội vàng để quên cái bóp ở nhà. Để quên luôn cái cà vẹt xe ở nhà. Có gì đâu. Không có gì căng thẳng. Không có rồi thôi. Xe này là vẫn là xe của em. Đúng rồi. Dạ, lấy xe về. Em xin lỗi hai chị, xe ở đây, hai chị đi về đóng taxi vậy, em lấy cà vẹt xe lên rồi mình nói chuyện tiếp nha. Em xin lỗi hai chị. Thì bây giờ không có cái đó thì em lấy xe về cũng được mà. Xe này là xe của em mà. Bây giờ như vậy nè, em hiểu rồi. Bây giờ nói chung là chỉ cần có cái gì đó em chứng minh chiếc xe này là của em thật sự thì em được lấy xe về, đúng không? Chìa khóa đâu? Nè. Bấm xe lên. Đúng rồi ha. Trời, cái chuyện đơn giản mà nãy giờ mình quên. Đơn giản. Nè, bấm lên. Em bấm nha, anh để ý nha. Nó tít một cái nha, là xe của em nha. Dạ rồi rồi. Dạ. Đó. Cái nữa nè. Thấy không? Nè. Cái nữa nè. Đá lông nheo cái nè con nè. Đá lông nheo cái nữa. Đó. Rồi, chị đưa em một chìa phá giùm ạ. Hả? Ủa chi? Dạ, chị đưa em một chìa phá đó. Từ đầu chị về chị lấy cà vẹt xe lên em giải quyết nha chị nha. Cái chìa khóa của em sao tự nhiên anh giữ? Dạ, không biết là cái chìa khóa xe này là của ai. Trời, kêu chìa khóa xe dạ, của em chứ. Dạ, bắt buộc phải giữ lại để em coi là chiếc xe vậy chị. Ủa, nói gì ngộ vậy? Cái chìa khóa xe của em thì em mới có, em lấy từ trong vỏ em đem ra đây mà. Dạ. Thì coi như bây giờ chị cứ cho em tạm giữ đi, rồi hai chị về á lấy cái cà vẹt xe lên trình em đi, rồi xong rồi em giải quyết cho chiếc xe mình về thì cũng được dễ thôi. Ủa, rồi tính được không? Tự nhiên giữ chìa khóa xe vậy rồi lỡ mai mình quay lại xe mình mất tiêu rồi mình kiếm mặt mơ này ở đâu? Thôi bây giờ như vậy nè, bây giờ mình đi về đi. Hai chị em mình đi về rồi lấy cà vẹt xe rồi qua đây đồ chuột xe. Chứ bây giờ đứng đây đôi co quà không có được gì đâu. Không, nhưng mà vậy không có được, tự nhiên. Bây giờ sao giờ?
Bây giờ anh không cho lấy xe về vì chìa khóa anh giữ luôn rồi, giờ mình biết làm gì giờ? Trong vòng 24 giờ chị cứ yên tâm đi, xe chị và chị Phá vẫn còn ở đây trong quán em chứ không có mất mát gì đâu. Chị cứ về lấy cà vạt xe lên để mà mình đối chứng nhau, thì mình lấy xe về cho nó dễ dàng hơn vậy. Em cảm ơn nha. Cũng tại chị không à? Ủa? Nãy người ta đưa cái thẻ xe cho chị giữ đàng hoàng đi, là bây giờ đâu có ra tự nhiên có xe đi bộ vậy hả? Ủa chị có biết gì đâu trời. Ủa tự nhiên cái gì chị em gây lộn vậy? Quá đáng à, tôi về tôi muốn nhà hát ở không ở chung nữa đâu, mệt mỏi quá à. Thôi khỏi luôn đi. Ta đi ra tới đó phải dẫn cái xe người ta ra trước, cứ đứng cái cà ràng hoài. Ở về thì kỳ cục quá đi. Dạ chị để em nghe dắt cho chị ạ. Em xin lỗi chị ạ. Thôi lỗi phải gì, còn nói hôm nay ngày gì á trời. Nhanh đi trời ông ơi. Khổ ghê đó, bồ đã chia tay gặp ông này nữa thiệt á. Anh ơi anh nhanh cái tay lên, nhanh cái chân giùm em, cái bồ em đá em tới nơi mà anh còn chậm dễ chết luôn. Anh ơi phía đông nam một chút xíu nữa. Cái này tây nam rồi đông nam ông ơi. Trời ơi ông bẻ gốc sẵn bên đây đi, mới đi đường này ra được, đụng cái cây hư xe người ta hết. Được rồi, đủ rồi. Nhớ bịch đồ đâu? Dạ đồ gì chị? Bịch đồ của tôi đâu? Ủa nãy em vô đây em đã thấy đâu có bịch đồ nào đâu chị. Nhưng mà chị nhớ chị có mang bịch đồ. Dạ không, chắc chị nhớ lộn rồi đó. Nãy vô em chỉ thấy chị chạy xe vô thẳng vô đây nha. Hổn quá. Dạ. Chị nhớ. Em nói chị hồi giờ nhớ lộn là em hổn. Chị nhớ chị có mang bịch đồ ở đây. Chị bị bồ chị đá. Xong chị chạy từ nhà bồ chị qua đây là còn bịch đồ. Vậy ai đá bịch đồ chị? Em, trong cái công việc của mình á, nó có những cái văn bản nào mà mình chủ động mình nói luôn về cái chuyện này trước đó để mình đỡ không? Tức là có những nơi người ta có những tình huống như vậy đó, dạ. Người ta đưa ra một cái quy định là không giữ hàng hóa, không giữ đồ, chỉ giữ xe thôi. Vui lòng tự giữ tư trang, tự giữ tư trang, tự giữ những cái đồ đạc, ngay cả nón bảo hiểm luôn. Dạ. Tự giữ, nếu mất thì không chịu trách nhiệm. Quy định đưa ra một cái bản, dạ. Để niêm yết ra một cái bản để cho mọi người đọc, để cho mọi người thấy. Dạ. Bây giờ anh không đền, tôi kêu chủ quán ra đền. Không được rồi, nhân viên mà ăn cắp đồ của khách thì là chết rồi. Ha, chủ quán anh ăn cắp đồ của tôi nè. Bây giờ anh nói đi, anh khai thiệt, bây giờ anh nói đưa bịch đồ ra đi, tôi tha cho anh, tôi mét chủ anh. Ôi là trời, có bịch đồ cũng ăn cắp nữa, có sao kỳ vậy trời. Giờ em nói thiệt với chị là vô thì nãy em chỉ thấy chị dắt chạy chiếc xe vô, rồi em dắt cái xe vô, chị vô chị đá cái bàn, vô mất tiền em, chị cứ thấy cái nón máng lên em để vô đây thôi là em cũng thấy cái bịch. Máng cái gì mà máng, tôi nhớ tôi để đây nè, tôi từ nhà bạn trai tôi qua là để nghe đi rõ ràng, đừng có nói ăn không nói có, vậy là không có được. Đợi tôi chút đi. Gì gọi hoài vậy? Đá tôi rồi mà gọi tôi hoài vậy? Gì? Quên bịch đồ bển hả? Bịch đồ để ở chỗ kia kìa. Mai cho anh á là hả, có bồ tôi xác nhận là bịch đồ tôi để bển, đúng không? Là chết với tôi rồi, tôi mà phát hiện mà anh ăn cắp đi là chết với tôi á, cho anh biết. Người đó mà khó chịu vô, không có làm gì hết trơn trời đó. Mà chìa khóa xe đâu? Dạ nãy chị vô gấp chị để phá xe cho anh. Ai mượn? Dạ mày thấy vậy em mấy gút. Khó. Giờ rảnh không? Chạy ra ngã tư giùm coi, mệt quá giờ mở không ra nè. Dạ. Rồi dẫn qua khúc này coi xe khóa sao đi được. Dạ. Nhanh cái chân lên nè, hướng đông nam kìa. Dạ. Tây Bắc cao ơi. Dạ. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chuyên mục Hành Trình Kết Nối. Trong chuyên mục này chúng ta sẽ trực tiếp gặp gỡ chuyên gia, đó là chú Ngọc Thắng. Chú đã làm bảo vệ 7 năm nay rồi nên sẽ có rất nhiều kinh nghiệm giải quyết những tình huống mà Ngọc Bảo vừa đối mặt. Xin được giới thiệu Ngọc Bảo. Xin chào Ngọc Bảo. Chào MC Liên Hòa Trinh. Dạ, chào chú Ngọc Thắng. Xin chào. Xin chào Thôn Nha. Trời ơi. Giao tiếp bài bản quá, nghi lắm. Xin chào, mình là Liêu Hà Trinh. Chào. Dạ. Trời ơi. Là chú Thắng. Cái này nghi lắm nè, cái này là làm bảo vệ là tạm thời thôi đúng không? Chứ me là me ghế chủ tịch hội đồng quản trị đúng không? Chớ, trời ơi, chú thấy không ra, trời ơi, quản giao. Nghĩa là nhắm cái chức vị là... Cao hơn. Thì cái đó cũng đúng thôi. Dạ. Trời ơi, là cũng tốt thôi, tại vì...
tất cả bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất, rồi phấn đấu học hỏi đi lên thì cái đó là rất là đáng khen. Thực ra là trước khi mà hỏi Bảo là cái này chia sẻ thiệt câu chuyện này cho mọi người nghe là con đã từng có một sinh viên như vậy. Tức là bạn đã học đại học xong, bạn đã học đại học xong luôn mà mình rất may là mình dạy cái bạn đó năm đó là năm tư, tức là cái môn đó là môn cuối cùng của đời đại học luôn đó. Là bạn đã học xong môn của con là bạn tốt nghiệp, và bạn đó ngày hôm đó là bạn đã đi học trễ thì mình mới hỏi là ủa sao trễ vậy, nó em đi tuyển dụng, em đi phỏng vấn tuyển dụng. Bạn đã học quản trị kinh doanh. Xong thì mình cũng hỏi là đi tuyển dụng ở công ty nào, rồi em ứng tuyển vị trí gì. Thì bạn trả lời em ứng tuyển bảo vệ, cô mà trả lời mặt hào hứng lắm. Thì mình cứ nghĩ là bạn cà khịa bà cô thôi, tại mình đi dạy mình cũng hay bị học sinh rất cà khịa. Bạn đó cũng tên Bảo nha. Xong nói thiệt cô, em ứng tuyển bảo vệ thiệt nè, hồ sơ nè em đem cô coi. Xong cái mình mới hỏi là ủa là ý em sao, là em không có tự tin hả? Bảo nó nói không cô, em phát hiện rồi, để có thể thâm nhập một cái doanh nghiệp mà tốt nhất á là em đi làm bảo vệ. Bởi vì căn bản là bạn đó cũng không bị áp lực về kinh tế, do gia đình cũng có điều kiện. Và mình cũng hơi thắc mắc là vì gia đình bạn này cũng có điều kiện. Và nói không, em có ý đồ thiệt, em sẽ làm bảo vệ để em hiểu được cái vận hành của công ty nó tốt hơn đó cô. Wow. Và thật sự là bạn đó đi thiệt cái con đường như vậy thiệt. Và sau 3 năm bạn đó start up thiệt. Và đúng là đã có 2 năm làm bảo vệ. Thực sự thì ban nãy chị thấy là em có một cái sự chủ động. Có nghĩa là em chủ động để ở trong cái vai trò đó. Thế thì thêm một câu nữa, trước khi em sẽ được hỏi chuyên gia trong nghề nghiệp, là lúc mà em trải nghiệm, trong đầu em có nghĩ tới cái tình huống là nó su cà na nhất, nó tệ nhất, thì bây giờ cái cơ sở để mình thoát hiểm, nghĩa là làm gì thì làm có thể bị tình huống nó xoay vần mình bị thao túng gì, cái niềm tin cốt lõi nhất của em, cái vũ khí cốt lõi nhất của em khi mà em tham gia cái thử thách đó, thì em nghĩ rằng chỉ cần mình giữ đúng cái đó thôi thì mình sẽ ổn. Thế thì cái đó có không, và cái đó là cái gì? Thì cũng xin chia sẻ với anh chú và Trinh với chị Tô Nha là thì lúc đó thì em kiến nghĩ như là em nghĩ là thì mình đã dám nhận cái thử thách này như vậy đó, thì em cũng đã có cái sự chủ động. Sẽ có những cái tình huống mà gọi là mình không thể nào mình biết trước được, nó sẽ dở khóc dở cười, mà có những cái nó còn éo le hơn nữa. Những cái tác động nó không có làm mình nao núng được. Tại vì khi mà trước khi mà em bước vô nhận cái thử thách này thì em nói là ở cái mảng ngoài cuộc sống thôi một chút thôi nha. Thì em cũng có một khoảng thời gian là sóng gió trong cuộc đời khá nhiều. Đó nó giúp ích được cho em, nó trụ vững được. Là ở em đặt rồi em nghĩ thôi là mình tin ở cái bản thân mình nhiều hơn, mình nhìn vô ánh mắt. Mình tin là mình chân thành, mình tin là mình không có lương lẹo. Vậy thì câu chuyện sự thật thì nó sẽ là sự thật. Vậy là bạn đã dựa vào cái phao cứu sinh duy nhất là sự bình tĩnh và tin vào bản thân mình, tin vào sự thật. Điều đó có đủ chưa hả chú Thắng ơi? Trong quá trình mà mình làm á, đôi khi mình bị gài nữa, và mình không thể chứng minh bằng cái sức mình rất là yếu. Mình thân cô thấy cô thì làm sao mình chứng minh được? Cái lúc mà còn trẻ đó, chứ là có thể lớn hơn Bảo. Bảo thì làm bảo vệ, công việc bảo vệ thì hơi còn trẻ nhiều. Nhưng mà chú thì chú làm thì có thể lớn hơn. Nhưng mà lúc bắt đầu bước vào, chú cũng nghĩ như Bảo, là cũng nghĩ bằng cái chân thành, mình hết lòng, mình chân thành thì cũng sẽ vượt qua được. Nhưng mà thực tế nó có nhiều cái rất là khó, không thể nào mà sử dụng được bằng cái sự chân thành đó để mà dùng cái đó để mình vượt qua những cái tình huống đó. Tại vì ở trong cuộc sống nó rất là nhiều mặt, nó rất là nhiều người ngay, người gian, là mình phải đối phó với những cái người gian đó, nó rất là nhiều cái mánh khóe tinh vi. Mình có khi là mình phải dùng những cái không chân thành để mình đối lại nó, để mà mình tự bảo vệ mình nữa. Thì thường thường nó chân thành thì đi đôi với cái sự tin người. Con tin bản thân con thì tin người khác cũng giống như vậy. Thì cái đó là có thể là một cái khuyết điểm đó. Tức là người khác không thể nào mà giống như mình nghĩ đâu. Cho nên là dễ bị lừa là như vậy. Chú Thắng nói cũng đúng, là bạn tin mình và bạn tin người ta cũng chân thành như mình, thì biết đâu mình sẽ bị dẫn dắt đến một kết quả không hay. Đúng rồi. Và với kinh nghiệm của chú Thắng sẽ là một bài học thú vị cho cháu và rất là nhiều người để mà học hỏi theo. Cảm ơn chú ạ. Còn riêng Bảo này, Bảo chắc chắn là không phải là chọn con đường bảo vệ rồi. Nhưng mà khi bạn chọn thử thách này, nghĩa là bạn đang chọn điều gì ở trong nghề bảo vệ? Thì xin thú thật với lại Trinh, với lại chú Thắng, với lại tôi Nhà thì cũng đã từng rồi.
cũng đã từng kiểu như là xảy ra những sự việc như là cũng có thành kiến với cái nghề bảo vệ mình á. Cũng đã ẩu đả hay sao? Rồi ai làm gì mà mình thành kiến? Cái gì căng vậy? Kể mọi người nghe. Dạ, thành kiến ở đây là nó cũng là một cái việc gì đó nó không phải là quá ghê gớm mà phải mới dẫn đến ẩu đả. Nó chỉ là một cái gì đó nó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà ý là kiểu như là mình cũng có kiểu như ác cảm. Dạ, ác cảm một tí thôi. Thì bữa đó như là em cũng ra lấy xe thì em cũng nói rất là đàng hoàng. Anh nói anh ơi, nãy anh em có vô á, em kêu anh là em có để, em có gửi bịch đồ ngay đây. Anh nói cứ để đó đi em. Rồi xong em mới dậy, em mới vô mua trà sữa. Thì ra bắt đầu em cái thấy là không còn bịch đồ, mà bịch đồ đó có nhiêu tiền đâu chị Trinh. Chỉ là một cái áo thun em mới mua, giá của nó chỉ có 200-300 ngàn thôi. Em thì cái bản tính của em thì nó phóng khoáng, nó thoải mái. Em không có đến nỗi mà phải là kiểu như là bắt đền hay là cái gì đó. Nhưng mà chỉ đứng là nói là chú ơi, nãy con có nói với chú là con có gửi bịch đồ như vậy đó. Mà bây giờ con ra thì không thấy có bịch đồ của con nữa. Rồi xong đây, nếu mà thay vì chọn một cái thái độ, thái độ cư xử thôi, nó có thể là trong lúc xe đông quá, chú dắt đông quá, chú có thể là chú không có bao quát được hết tầm nhìn. Chú có thể là chú không có để ý để là người ta khác lấy cái bịch đồ của con. Thì nếu mà chú nói như vậy thì cái vấn đề đó là chắc chắn là em sẽ bỏ qua. Dạ, em sẽ bỏ qua. Tại vì em nghĩ là không có đáng. Nhưng ổng không nói như vậy. Ổng quay lại ổng quát em. Nó mới có chuyện. Quát sao, quát sao? Mày tự giữ mày vô. Ê, dây này nhập gọt con dây nè. Dây này nhập gọt con dây nè. Dạ. Rồi, là bạn cay từ đó. Dạ không, thì cứ người ta cứ hùng hổ lên. Người ta cứ kiểu như là em biết là cái công việc bảo vệ dắt xe một ngày rất là nhiều xe, rất là cực. Em nghĩ là mình cũng ra đời mình va chạm, mình cũng va chấp đó. Mình hiểu được, mình cũng đồng cảm với những cái người mà cái nghề mình làm bảo vệ như vậy. Đồng cảm cực kỳ, cảm thấy mình thương cảm họ. Đừng nói chi xa, mỗi lần em đi ăn hay vô quán hay là đi đâu đi đó, nhớ những chú bảo vệ lớn tuổi như chú Thắng ra dắt cái xe cho em. Không nói nhiều, 10,000-20,000 chú vừa uống cà phê. Đúng rồi, vậy. Cái đó là những cái mà mình cảm giác được là mình cảm thấy là mình không phải là mình bo để mình tỏ vẻ ra mình cao sang. Đúng rồi. Bo mình phải là người mình là nhiều tiền. Nhưng mà cái đây á là một chút nhôm cho người ta, có lần sau người ta sẽ phục vụ tốt hơn và bảo vệ tốt hơn cho cái tài sản của mình. Là cho xác nhận thấy rằng những điều họ đang làm là mình đã ghi nhận sự có tâm trong một công việc. Thật ra cái tâm lý lúc nãy em để ý là tại sao đồ của mày không giữ, đó là cái sự bảo vệ bản thân phải không chị, theo tâm lý phản vệ. Nó có rất là nhiều vấn đề ở đây. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy cái tương quan trong các cái nét tính cách của một người. Thực ra nếu như chú đó là một cái người gọi là đủ điềm tĩnh với công việc của mình, chú đó đã từ chối giữ bịch đồ của em. Đúng không chú Thắng? Có nghĩa là tôi hiểu về bản chất công việc của tôi thì hồi con người con cầm theo giùm chú sẽ rất là đông, chú không có giữ được. Đúng rồi. Như một cái người mà họ hời hợt với nghề á trên thì họ nói đồng ý, cứ nói vậy thôi, nhưng mà họ không chịu trách nhiệm. Dạ, cứ họ nói, cứ để đó đi, để đại đó đi. Dạ, cứ là nói cho nó qua chuyện thôi. Đúng rồi, vậy thôi chứ. Nên đến khi họ cần xử lý khủng hoảng thì xảy ra tình huống rồi, xảy ra chuyện rồi thì họ lại không trách nhiệm, chối bỏ. Nên là theo đúng cái sự hời hợt đó mà xử lý tình huống luôn đó. Tôi đã rất là hời hợt với nghề thì bây giờ đụng chạm tới quyền lợi của khách hàng, mặc dù tôi có vai trò thì tôi cũng phủi nó rất là nhanh. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái sự sợ hãi. Cái sợ hãi này có thể đến từ rất là nhiều lý do. Đầu tiên là chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng là mẫu số đông của nghề bảo vệ là cái câu chuyện mà mọi người thu nhập không có cao. Và rõ ràng là cái hoàn cảnh gia đình phần đông cũng có hoàn cảnh. Thực ra mình sẽ rất là trân quý cái nghề đó, nhưng cái bối cảnh để người ta chọn cái nghề bảo vệ cũng không thể nào mà ngồi đây tô hồng cuộc sống theo kiểu là làm vì đam mê được. Nên là khi mà họ bất giác nhận ra wow, mình sẽ phải đền. Đúng rồi. Thì họ sợ chứ. Và cái sự sợ hãi đó buộc họ phải khước từ cái trách nhiệm đó càng nhanh càng tốt. Thế thì bây giờ trong trường hợp này thì cái cách mà họ gào lên, họ làm dữ lên như một cái cách để trấn áp em, để phủi cái trách nhiệm đó, thì dùng cái từ phản vệ, tự vệ thì nó cũng đúng. Nhưng mà rõ ràng ở đây cái sự tự vệ này nó đến không phải từ cái sự hung hãn, mà nó đến từ sự sợ hãi. Tôi sợ phải đối diện với điều đó. Cho nên là rõ ràng nếu làm đúng ngay từ đầu thì câu chuyện nó khác. Và bạn làm đúng thì bạn sẽ được bảo vệ khi có một cái bất trắc xảy ra. Còn nếu như mà bạn đã làm sai thì cái bất trắc đó là do cái sai của bạn mà tới, thì bạn không có né được đi đâu hết. Nên nghề nào nó cũng có quy chuẩn của nó hết. Vậy thì bây giờ Bảo, trong trường hợp là sau ngày hôm nay em đã trải nghiệm như vậy rồi, em đã gặp chú Thắng như vậy rồi, nếu như mà ngày mai có một cái đứa em nào đó xuân xanh tới rồi hỏi là anh Bảo, giờ là em đi làm thêm, mà giờ có nhiều công việc lắm, nhưng mà em thấy là cái công việc bảo vệ này em có nên nhận không, thì em sẽ có một cái lời khuyên gì
về cái việc là nhận hay không nhận và cái trải nghiệm có thể có lợi cho cái bạn đó là cái gì thì em sẽ chia sẻ làm sao? Theo cá nhân quan niệm của em nghĩ á, thì nếu mà cái người trẻ đó mà muốn cái kiểu như là muốn cái sự gọi là bắt đầu trong công việc bằng cái nghề bảo vệ thì em nghĩ là bạn trẻ nên làm. Hãy coi nó là một công việc. Hãy đặt nó là công việc. Hãy coi nó làm cái gì đó nó không thể thiếu cho cuộc sống của mình. Bởi cũng chính vì nó là nuôi chén cơm của mình lớn lên hàng ngày. Mình không có thể một cơm bữa cơm ba bữa đi, hai bữa cũng được, nó cũng là nuôi. Một bữa cũng là cơm. Dạ đúng. Thì em nghĩ nó là như vậy nên mình cứ hết mình với công việc thôi ạ. Làm bảo vệ đi, bạn sẽ được học chủ động là cái gì. Deadline của thầy cô ở trường đại học tuổi gì, tuổi gì so với mấy cái này. Rồi bạn sẽ phải phục vụ người ta bằng sự quan sát cẩn trọng. Bạn phải quản lý cảm xúc cho tốt, đúng không? Bạn phải chấp nhận cái việc là cho cái tôi của mình nó nhỏ xuống vì một cái sự an toàn. Rõ ràng là quá nhiều bài học mà chúng ta rất là khó để có thể được trải nghiệm ở bất cứ một cái trường lớp nào. Và em vẫn nhớ là khi mà một đứa trẻ bị lạc thì đứa trẻ vẫn luôn được người lớn dặn là nếu như con thấy chú nào mặc áo xanh xanh chú đó là bảo vệ hoặc là công an thì con hãy cậy nhờ để mà tìm đường về với gia đình. Và cái sứ mệnh của sự bảo vệ em nghĩ nó lớn nếu mình biết nhận ra cái quyền năng của nó. Bảo vệ một đứa trẻ không biết gì hay chạy giỡn trong chung cư và xồ vào cái chiếc xe máy đang nguy hiểm, hay là bảo vệ một cái khu phố được an tĩnh không có người đến quấy phá, bảo vệ những chiếc xe được an toàn và đúng với chủ nhân của nó. Tất cả đều là những hành động rất đẹp và rất là cần thiết để có được cái sự trị an. Quốc pháp gia có gia quy và công ty của mình cũng có bảo vệ là cái chuyện hiển nhiên rồi. Nên ngày hôm nay hy vọng là qua cái trải nghiệm này thì bản thân của Bảo cũng nhớ về ký ức năm xưa hơi khó chịu với chú bảo vệ hùng hổ đó bằng một thái độ vị tha hòa nhã hơn. Bạn có đồng ý vậy không? Trước đó thì em cũng không có giận chú. Xong rồi em vẫn nói là thôi giờ chú cũng không cần phải làm vậy với con. Con thì con nghĩ là con biết chú là cũng làm nghề bảo vệ này cũng cực, sáng dắt xe cũng nhiều. Mà cái áo đó con mua nó giá nó cũng không có mắc lắm, cũng cỡ 200. Nó nhà cũng có điều kiện nên thôi. Trong lúc đó thì em mới chợt nhận ra rằng là con người ta khi làm lỗi á, người ta chỉ có hai loại người. Một á là người ta không bao giờ nhận mình sai. Còn người thứ hai á từ từ sửa sai hoặc là từ từ xin lỗi. Vậy là ai cũng biết mình có lỗi hết. Vậy thì phải đợi người ta từ từ. Đó là lý do mà tất cả chúng ta đều nhận được một lời khuyên, đó là hãy bình tĩnh. Bình tĩnh để cái người thứ hai được xuất hiện. Bây giờ em nghĩ là cuộc sống bây giờ đang rất là vội vàng theo cái vấn đề đó. Mình nên từ từ lại một chút nữa. Mọi việc nó sẽ lắng xuống. Thú vị quá. Chỉ trong nghề bảo vệ thôi, cùng với cơ số những nghề khác mà chúng ta sẽ tiếp xúc trong chương trình Một Giờ Hoán Đổi, mình sẽ học được thật là nhiều những từ khóa. Đó có thể là tận tâm, đó có thể là nhiệt tình, là sức trẻ, là sự từ từ. Và cũng có thể là những cái từ mình nhịn nhục, hoặc là những cái từ mà nguôi. Trên nghĩ rằng bản thân mình đã có một số từ khóa cơ bản cho chính cái việc quản trị trong cái thương hiệu cá nhân của mình. Và các bạn thì sao? Mong rằng mọi người chúng ta sẽ có cái nhìn đúng và những phản ứng đúng với những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Cảm ơn tiến sĩ Tô Nhi A, người đã luôn đặt những câu hỏi vô cùng thiết thực để gợi ra những vấn đề, những góc khuất trong tâm lý. Và cả chú Thắng bằng kinh nghiệm của mình, cái nhìn hết sức là yêu thương và cái nhìn hết sức từ tâm với giới trẻ đã đặt vào nghề bảo vệ, cho thấy rằng đây là cái nghề không chỉ có sức trẻ đâu, mà chúng ta phải đặt hết trái tim và cái sự tận tâm của mình để làm tốt. Và đặc biệt là bạn Bảo, một bạn trẻ, tuy là tuổi đời còn ít nhưng mà bạn nhìn cuộc sống với một cái thái độ thật sự có tầm nhìn. Bao dung cho cuộc sống. Và rất là quyết liệt nữa chứ. Mong rằng đó không chỉ là một tình huống đâu. Cuộc sống của chúng ta sẽ còn nhiều tình huống hơn nữa. Và chúc các bạn sẽ luôn bình tĩnh, tin vào chính mình, chân thành nhưng cũng vô cùng lý trí và thông suốt khi giải quyết tình huống thật logic. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi, được phát sóng vào lúc 22 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Vali, ba lô túi sách cao cấp Sacos. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Sau một giờ quán đổi, mình mang cho mình một cái trải nghiệm thú vị. Rồi thứ hai nữa là mình muốn nói là nó giúp ích cho mình có được sự kiên trì. Mình muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ, nếu mà ai mà có muốn mà đi làm theo cái nghề bảo vệ này thì hãy trải nghiệm thử và có thể là hết mình trong công việc như vậy để mang cho mình một cái
hành trang hoặc là một cái kiến thức á, nó có thể là giúp ích cho mình trong cuộc sống nhiều hơn.